Chào mọi người với lại kênh của BCT nha. Mọi người nay theo chân bé Quy đi thăm lập ếch buổi sáng nè. Rồi. Ủa, ếch bự hả? Được con ếch đã không? Ôi, hai con, ba con luôn. Ban đầu đặt chỗ này tưởng nó không có. Ai về nó có mọi người ơi, rồi. Gửi rửa đi rồi cầm lên. Cũng trọng trọng chú ơi, có một con bự, bốn con luôn, có con bự ba, ba con nhỏ. Nè. Hương cái vô vị ngon rồi. Vô vị ngon là nhiều, đủ bao nhiêu chứ xào. Dạ. Con. Còn nữa có này cũng nhiều cái, mười mấy cái lận. Dạ, như là sao mà vậy là dạ. Mấy cái rồi khác rồi. Vô đó lấy cái em đó đi Quy. Đi nhớ là cây gao ta đó nha. Ôi gì mà tưởng nó đặt cái này không dính ra về nó dính thiệt. Hay trời. Rồi. Thì có chừng gao nha, có chừng. Cái trong đó nó mọi người đi cho cái ui cái ham. Wow, sáng sớm mà mở hàng cái đầu tiên vậy là ngon rồi đó. Có không Quy? Cái đó không dính hả? Rồi rửa đi đổ mồi ra kỵ tời. Cái chỗ im nó ghê không dính, con chỗ mình đặt á mày. Con đổ mồi xong con phải rửa cho nó dễ. Su cà na gì? Chính cái này ngon ghê, cái đó không dính. Mất bự ba ngít nhỏ nha. Rồi mấy chú đó à. Mấy chú này đi làm cỏ. Đây. Rồi để đây đi tí đảo về lấy. Đây đây. Con đây đặt con đây nè. Biết con này lên. Rồi này cái dính như như hôm qua không đi. Cái bé Quy đã không dính nha mọi người. Nhảy đuổi 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 vừa dở tên sột 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 lần không ba cái mình đây kìa đó cái kìa cái cô nuốt hết trơn rồi trời đi từ từ đi Quy cái này là của bé Quy nó đạt. Em thấy Huy đi thăm. Không thấy đồng đậy chưa hả Huy? Rồi dở nhanh ra đi con ơi, không thấy đồng đậy là không có rồi đó. Không dính luôn hả? Bết bự không? Trời trời ơi, bị lớn mà. Ít bự luôn á. Nè. Mọi người, nè con đứa đang đưa cho chú coi thôi. Từ 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 từ. Em cua nữa. Có con cua nữa hả? Cua nhỏ. Ừ, hết thì được rồi chứ. Ở đó mà bé Quy chơi nhỏ nữa mọi người. Ở thiên nhiên như thế bự kìa. Có nước hả? Nước nó rút hết trơn hả? Nước rút khô. Hôm qua đặt khúc này chúng ta. Quá trời kiến đứng nãy đứng nhậu kiến đứng cấn luôn đây giờ đặt chỗ này nè dạ xương động trên trên cỏ này. Đây nè đây nè chú về con chú đi nữa gì chú nắm tay lên hôm qua bước xuống chỗ này cái con cá bự nó chạy rồi phải không Huy cái lóc không quá hồi hộp rồi. Rồi, một con. Thấy không Quy? Con cua không hả? Con cua không hả? Con cua. Có ớt không? Không. Trời thấy nhúc nhích tưởng ra con gì xong khô hết trơn trời hôm qua nó rút. Rút nước khô hết trơn mọi người ơi. Rồi. Cua cho bá luôn. Đi tí. Nước nó rút khô trơn xui thế nha
qua đặt cái thì nước nó nhiều lắm, đừng nước, tại nước này nó mới tắt à, thôi nó tắt ít bữa, đặt ngon hơn. Vô đây có không mày? Hôm qua đặt nước nó cao, bây giờ này nó khui nước, nước sắt. Có ơi, có đặt cái gáo nè. Chú đặt chứ nhớ chỗ chân ạ. Kìa, nó khô gai queo nước luôn rồi. Đúng rồi đấy. Trở lên. Rồi luôn, không dính luôn hả? Được. Đừng con cũng bự. Rửa rửa đi coi. Ừ. Con nhà bá cũng trọng trọng nè, chứ không bự cho mấy. Chà bá bé tiểu từ tiêu. Bữa nay nó mới ít hơn qua rồi. Hôm qua còn được con khủng đồ. Nhưng mọi người đừng con cũng được mọi người. Ừ. Sao cái con không trời. Nước nó khô nó giật cái. Nó khô mọi dân làm nằm trên bờ không. Qua nhớ đâu đây có con cái nè kìa kìa. Nằm tuốt trên bờ kìa. Tự xuống từ từ thôi nha. Xui. Nước đến sắc khô luôn. Bởi vì không có ếch. Rồi, không nghe nhảy luôn hả? Không có luôn hả? Rồi, đổ mồi bỏ luôn đi con ơi. Kệ ta. Rồi, rửa sơ sơ cái. Rồi, lên. Khô nước hết trơn, ổn ghê. Nó ở đây rồi. Hôm qua nó nước nó đâu thấy bờ đâu, nước thấy bờ luôn. Nó nước thấy bờ luôn. Phải bữa nay đặt nó nhau. Là chỗ giỏi là con đặt á hả? Giỏi này hả? Đây nè chỗ này nè, nhớ là chỗ này nè. Đặt sát mé bên đây nè. Rồi, thấy không? Nhớ rõ ràng luôn. Cái quỳ nó hay quá. Cái quỳ đặt nhớ mọi người. Trời, cái này còn nước nè. Không dính luôn hả? Rồi, không dính xong đổ bỏ luôn đi. Xui dưới trời. Rồi, trở lại. Đặt hết đường này là xong mọi người. Ôi dạ. Đường đồng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công. Đường trên sông, mong cùng nhau gánh về cùng đời. Lên vui ơi. Tại trên ruộng giờ còn nước nhiều lắm. Cho nên mình đặt là nó
dính đó, ít dính hơn. Bên cái nè, coi trên đây nó có dấu giò không, này có dấu giò rồi ơi, dấu giò chuột gì á, có dấu giò, nó dấu giò chuột quá. Vô dấu giò chuột không dính luôn. Rồi đổ đi con. Xui cái bữa nay hẻo rồi. Bữa nay hẻo rồi nha. Rồi. Đây. Nhìn mấy bay bay vậy trời. Phải bay bay không? Tiến đây. Rồi tới chỗ này. Rồi luôn, cái này móc bọc luôn. Chú giò chuột không trời kìa. Nhít nước. Hôm nay cá rô nhít. Nước còn đục luôn. Cái quy đặt ngay cái chỗ này là cũng lợi hại lắm nha. Trời ơi, con một hả? Con bù tọt hả? Rửa lấy luôn chứ sao không lấy trời. Dính ếch rồi sao không lấy? Ếch mini. Rồi, kìa. Đây cái này mấy lịch sử nè. Cái dính chứ dính ốc rồi đó. Có con một. Còn mấy cái nữa hết rồi, mà bữa nay dính ít quá. Ừ. Thế giống dấu vào chuột không có gì vậy? Ý nó là dấu vô ếch à. Cái này đầy lợp quá. Có không? Trời ơi sao nó dấu vô dạy thòn mà. Kìa không có con nào luôn kìa. Rửa. Cái chỗ sâu rửa quý. Ừ. Sao sình không vậy? Hôm qua đặt sao sình không vậy? Rồi đổ mồi ra. Trời anh nó dấu vô không ha. Cái giò dạy thòn thôi. Cái giò chuột á. Ở đây còn nước nhiều quá nên đặt không dính. Cái này để 4 5 bữa sao đâu. Giò lên. Qua bên đây. Trên đây dính không đây? Thì trời sao cái này thì tự nhiên cái nó bị tóc đít rồi. Không để vô, để chín lên bự. Đưa con dây đây, con dây tay chú. Ôi, trời ơi, bê nổi. Nó bị tóc đít kìa. Đó, đó, không dính không? Ừ, dở lên thôi, chắc là dính hết bự đó. Dính hết bự nó không dính gì đó. Cảm lợp, cái chân lợp chứ. Trời ơi. Ếch đi cua luôn hả? Hai cua luôn hả? Hai cua một ếch. Trời ơi. Ba cua luôn đây nè. Ôi này có cua ăn luôn rồi kìa nè. Vào rửa rửa cho sạch sạch chứ. Rồi này là bắt cua luôn. Kiếm cua nó có bên bển thôi. Hai cua hả? Này gọi ra đây nó đi vô. Xong tay chú. Ôi. Ngay như nhúng nhích là thấy. Có tương lai rồi. Trời ơi ba con cua luôn. Đặt. Này giống như đi giặt cua. Trời ơi, nó nhúng nhích quá trời luôn kìa quý. Kìa kìa, cái lợp này nhúng nhích nè. Thấy nhúng nhích không? Nè, lợp này nhúng nhích nè, ừ. Để nó cua đó nha. Đặt qua đây nó không bị khô, đặt bên kia nó bị khô. Rồi, dỡ mạnh lên. Nặng, có không? Hai con ếch.
2 mét thì dở lên luôn đi. Wow, trời 2 mét bự luôn. Ôi mẹ ơi, nè, ôi trời, oh my god. Nhìn lên coi. Nè. Đâu thấy 2 mét đâu. Nè, để đứng lập lên coi. Đây nè, này đi nè, 2 mét trời bá luôn nè. Rồi, ok. Máy trên tay. Ôi. Giữa 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 càng thấy một cái đầu trời bá. Rồi tiếp. Trời ơi, đặt bên đây có nha. Hôm qua đi đặt mà lụm được cái lợp đó nè. Cái lợp của ba cuốn xì lủng. Ba dưỡng quy đặt rồi đó, bỏ sót nè. Đây, sao cái tay chú luôn. Tính ra bên đường bên đây nhưng mà dính quá trời ha. Coi kỹ nha Huy ơi, máng này với chú ơi. Máng này lên đây chú. Bắt đầu nặng này nha. Rồi đi tiếp. Còn mấy cái nữa hết rồi. Rồi cầm mấy đó đi. Đây đây. Tới cái này nè. Hỏi đây trời. Không hay nhúc nhích luôn. Không hay nhúc nhích luôn của anh em ơi. Không dính luôn hả? Không thấy nhúc nhích rồi, thấy nghi nghi kìa. Đổ mồi đi. Mồi bay gì? Gỗ ra được hả? Rồi đổ mồi đi, đổ mồi đi. Rồi đi. Tới trước này. Đau tài quá. Gần hết rồi, còn cái hai cái nữa hết rồi mọi người. Xui vô cái đó không dính rồi. Dư ơi. Quên. Thăm đây. Đi bỏ sót trời. Hàng chi mình nhớ đâu thấy có cái này mới vui đó. Anh hú. Có không? Không luôn hả? Rồi xuống luôn. Có con gì? Con chuối. Đổ qua đi. Không dính mà nó cũng cừ. Rồi được mấy con cũng ngon rồi. Đủ ăn. Mày ít quá. Quý này. Hãy qua đi theo với Quý. Thấy được nước nó mới rút rồi. Mới xả à. Hình như là hết luôn cái đó cái cuối cùng vậy mọi người. Dạ, hết rồi, cái cuối cùng rồi. Đúng rồi, cái cuối cùng rồi. Không.
Nãy giờ được nhiêu nè? Ồ được hết, cũng bự luôn rồi. Này cặp gai, đưa lên nè. Rồi, bỏ vô đi. Rồi. Rồi rửa tay đi. Ra đó rửa tay. Rửa tay rửa cho sạch nha, rửa giò nữa kìa. Được nhiêu mọi người? Cũng được mớ nha, ngon nha. Ừ. Ôi chào tạm biệt mọi người nha.